nha. Bây giờ trò chơi của mình sẽ là trò chơi truy tìm kho báu. Mình sẽ có 5 đội, mỗi đội 4 thành viên tương đương với một hộ gia đình. Em phân chia đội luôn. Đội số 1 là đội của anh Hải. Đây. Rồi khoan hả mở nha, khoan hả mở. Đội số 2 là đội của anh Luân. Vừa là con khỉ ngay đây cũng đọc có thua. Rồi. Đội số 3 là đội của anh Duy. Mà tìm được chưa có hiểu là cái gì luôn. Không phải. Nằm đâu đây nè, trong đây nè, Phạm Duy này nè, các con. Cái đá. Hết thuyền rồi. Bụi rậm to to nha, gần khu vực cấp chạy. Gần khu vực cấp chạy, gần khu vực. Nó có lần lẹ quá vậy. Trời ơi. Cái dây đâu đây xong rồi hả? Trời đợi này lẹ quá vậy. Rồi. Trời. Đau đầu tiên. Nó bán là chữ U là lời. Bởi ý tiếp theo chỉ có thuyền mới hiểu. Biển mênh mông vườn nào, chỉ có biển mới hiểu thuyền. Đi đâu về đâu thuyền. Quá thuyền, quá thuyền. Bong bóng xong đập bong bóng coi mặt thư nha. Cố lên. Đập bong bóng ra.
này đội gì nhất rồi đó nha. Bình bông á. Ông bố hả? Ông bo gì? Không, là bình bông á, bình bông của ông gì á. Cái gì bình bông được? Bình bông á thì hay hai chữ O là thành là dấu ô. Bông. Toilet hả? Ừ. Ở gửi tờ giấy đầu tiên gửi rồi đã có sẵn rồi. Khoan. Có chữ bông không à? Bông là bình bông của ông gì đúng không? Dạ mình lấy những sao có đủ cái từ đó là được anh. Đủ từ đó rồi lại lấy đâu? Bông á. Lấy đâu? Để mất cái bông em đi thôi. Bông đâu? Miễn sao có đủ cái từ trong đó là được rồi chị. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đội lên, để đây, đội đây, đội lên. Hai đội kia. Rồi. 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 Không có cái này hả? Không. Cái này cái son chị ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Về số 3, về số 4. Còn một đội nữa. Câu đó. Sau gần một tiếng đồng hồ chơi trò chơi truy tìm kho báu thì chúng ta đã có kết quả. Đội đầu tiên về đích là đội của các bạn thầy cô. Quá dễ hiểu. Đội này toàn thanh niên không. Không kém thành, không kém thành đội về nhì là đội của gia đình anh Lương. Đội nhất là được 10 điểm nha, về nhì là được 9 điểm. Đội về ba là đội của gia đình anh Duy, đó được 8 điểm. Gia đình anh Hai. Tuy là đội về đội trước MC. Nhưng mà mang đồ vật để sai vị trí cho nên là đội gia đình anh Hải. Qua đây đó, đội gia đình Hải. Rồi, gia đình anh Hải về thứ ba. Được 8 điểm. Đội về thứ tư là đội của gia đình anh Duy, được 7 điểm. Và đội cuối cùng là đội của gia đình anh Thành về được thứ năm, về được 6 điểm. Và cái điểm này chúng ta sẽ ghi lại để tổng kết trong những cái trò chơi là chấm điểm lều trại và nấu ăn trong tối nay, để ngày mai chúng ta sẽ tổng kết và tìm ra người đội nào chiến thắng nhận được phần thưởng.